trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi. Thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Như quý vị cũng biết, chương trình của Ý Nhi được trở lại kỳ này thì chúng ta đang trong tình trạng cách ly, nên tự là Ý Nhi cũng không có vào được trong studio để mà make up rồi mặc đồ đẹp để mà làm chương trình để gửi đến quý vị. Nhưng mà hôm nay Ý Nhi sẽ dùng Zoom để phỏng vấn những các ca sĩ trong trong cái thời đoạn mà chúng ta phải cách ly, thì có thể là âm thanh ánh sáng nó không có được đều đặn hoặc là không có được đẹp lắm, thì mong rằng quý vị tha thứ cho và cũng như đón nhận những cái chương trình bằng tại tư gia của Ý Nhi và cũng như của những các ca sĩ khác. Hôm nay đặc biệt là chương trình của Ý Nhi được mời và hạnh diện gặp lại một người bạn tri kỷ của ba Vũ Sư Lưu Hồng của Nhi và cũng như mẹ Mỹ Phương. Ba má Nhi cũng đã mất rồi, nhưng mà rất vui được gặp gỡ lại những người bạn xưa và bạn tri kỷ của ba má Nhi. Hôm nay Ý Nhi rất vui và giới thiệu đến cho quý vị là một người mà Ý Nhi gọi bằng ba, đó là nhạc sĩ Ngọc Sơn. Rồi, chào con. Chào quý vị khán giả. Dạ, dạ. Dạ, con gặp ba cũng hồi năm ngoái phải không ba? Đúng con. Ba đó là một người nhạc sĩ mà con, ba má con lúc nào cũng nhắc nhở tới. Và nhắc nhở tới thì ông cũng có kể chuyện cho con nghe những cái chuyện ngày xưa bố mẹ con đã gắn bó với ba như thế nào. Rồi lúc mà con gặp lại ba bên Việt Nam thì ba cũng lại kể những cái chuyện rất là hay cho con biết mà con lại không biết tới nữa. Ba hiện tại thì đối với ba thì những cái kỷ niệm nào mà gọi là đẹp nhất đối với ba má với con, với ba má con ạ? Rất nhiều kỷ niệm con, rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ con nhắc thì ba lại nhớ lại cái buổi ban đầu. Nghĩa là hồi xưa mà ba biết có ba con á là cũng nhờ bác Trần Nhân Trạch. Tại vì bác Trần Nhân Trạch thông, nghĩa là thân với gia đình con bên ba con lắm. Đó, thì mới giới thiệu ba với ba Hồng con. Rồi ba mới thân với ba Hồng con một thời gian, rồi ba Hồng con mới nói. Lúc đó là ba là cũng là ca sĩ của ban thẩm giang của bác Trần Đăng Trạch đó. Thì ba cũng thấy cái băng Vũ Mỹ An quá tuyệt vời cái thời bây giờ, và ba quý và mến lắm và thích lắm cái ba cái bạn thân với các bạn với ba con một thời gian, thì ba con mới thôi mày làm em tao đi đó, kết anh em luôn. Từ đó là coi như là anh em rồi, cái ba mới bắt đầu thôi theo cái nghề vũ của người anh mình đi. Đó là ba bắt đầu theo cái nghề vũ là cái một cái thời gian đó. Ba theo cái... cũng đã vũ trên sân khấu rồi cũng trình diễn giống như ba con ngày xưa. Thì theo ba con thì cũng vũ sân khấu, rồi cũng vũ mấy cái vũ trường, có đi theo có ba con lãnh xô rồi đi diễn mỗi đêm ở trên mấy cái vũ trường đó. Nhưng mà người hiện tại rất là nhiều người, người ta lại biết tới ba là một người nhạc sĩ và một nhạc sĩ sáng tác rất là nhiều bài nổi tiếng, thì đâu có ai biết ba là một người nghệ sĩ ca sĩ mà đứng trên sân khấu đâu. Ca sĩ cũng một thời gian là ngắn thôi con, đi với bác Trần Nhân Trạch đó, đi ban Sầm Giang đó, rồi ba mới chuyển qua. Từ đó là ba mới thân với ba con, rồi bắt đầu chuyển qua bỏ cái nghề hát đi. Mình biết mình hát không hay bằng mọi người, thôi thôi mình bỏ đi, mình đi theo cái nghề của người anh của mình.
đó, bắt đầu đi theo cái nghề người anh mình. Rồi một thời gian thì ba con mới cần có một người cái là ngủ riêng với ba con. Tại lúc đó cô Mỹ trong... An, ngày xưa là cô Mỹ An với bác Lưu Bình với ba con là đúng rồi. Cái tập niên đó là hình như là đầu tập niên 60 là phải phải không ba? Đúng rồi. Nghĩa là cái thời gian đó nghĩa là quanh liệt một thời của Văn Dũng Mỹ An đó con. Mỹ An cô Mỹ An con thì đẹp vô cùng lắm lắm, đẹp lắm luôn á. Mọi người mà nhìn cô là ngây ngất luôn. Trời. Vậy là con được cái mũi của cô Mỹ An của con đó ba. Mỹ An thì khỏi nói rồi, tuyệt vời rồi. Rồi sau Mỹ An thì cô của con bỏ nghề, có lập gia đình rồi bỏ nghề. Rồi cái là ba con với bác con, thì bác Bình con đó mới thành lập cái ban khác là ban Mỹ Dung. Ban có cô Mỹ Dung của con là bác Mỹ Dung con đó, là họ cũng có một thời gian cũng ấy rồi. Cái bà con ấy lúc đó thì ba con mới nghĩ ra bây giờ bác Bình con với Mỹ Dung, thì ba con mới nghĩ ra làm sao kiếm một người để Phật Thế Nè với ba con. Đấy, thì ba hồi đó ba cũng vừa là sáng tác nhạc, từ bắt đầu học sáng tác nhạc. Thì ba thân với Trường Hải, nhạc sĩ Trường Hải. À, thì ba hồi đó ba có một cái cô đào thường xuyên hay uống cà phê, uống sinh tố ở nhà của mẹ con ở chợ Đông. Hồi đó ông bà ngoại con đó là cái tiệm sinh tố ở chợ Đông á, ở đúng rồi. Thì ba thường xuyên mỗi ngày nào cũng là đó dẫn cái cô đào ngồi uống, quen thân với mẹ con. Nhưng từ từ không biết sao là kết nghĩa anh em luôn, kết nghĩa anh em với mẹ con. Đấy, thì lúc đó thì ba con mới nói bây giờ tao cần mày ráng mày tìm, tao cũng tìm một cái cô mà để đẹp mà để làm sao diễn sân khấu để vũ với anh. Thì ba mới giới thiệu, ba nó không biết là được không nhưng mà tôi giới thiệu. Thì lúc đó mẹ con cũng đẹp lắm luôn đó con. Vậy à? Đó, đẹp lắm luôn đó. Nhiều người, nghĩa là nhiều bạn bè của ba dẫn lại uống sinh tố là người nào cũng mê hết á. Đẹp lắm. Nghĩa là nếu so với cô Mỹ An á thì mẹ con cũng không bằng, nhưng mà cái đẹp cũng nghĩa là cũng sắc sảo lắm. Mẹ con cũng đẹp lắm à, mà mẹ con cũng có tập hát. Tại vì lúc đó là ba cũng bắt đầu tập hát cho mẹ con với chú Trường Hải, cũng có tập tới chơi rồi cũng có quen với mẹ con rồi có tập cho mẹ con hát nữa. À, rồi mẹ con cũng hát, biết hát. Rồi cái ba giới thiệu thì bà ngoại con ơi, không biết nó làm được cái gì không. Ngoại con chứ nó không sao đâu, cứ có người ta chỉ dạy mà. Thì lúc đó bà mới giới thiệu với ba con. Yeah. Đưa ba con tới nhà để gặp mẹ con. Trời, mẹ ba con lại ngay đầu gặp nhau là đã thấy là ba con khi mà về nói chuyện xong rồi về, ba con cứ khen hoài, nói sao mày quen được với cô này vậy. Em mà kết nghĩa mà đó. Thì lúc đó thì coi như là ba vừa kết nghĩa anh em với ba con mà cũng vừa kết nghĩa với mẹ con. Được, cuối cùng ba giới thiệu được vô được cái ban vũ của Lưu Hồng đó. Rồi mẹ con mới bắt đầu vào nghề một cái thời gian đó. Từ đó rồi một thời gian sau thì ba với mẹ con có rất hợp ý sau đó. Rồi ba cũng là cái người mai, ông mai đứng làm mai cho ba con với mẹ con, coi như là ba con cũng ba thôi, mà có nghĩa là coi như có ngày hôm nay có con, có em con là cũng có phần của ba trong đó. À, đó.